Em xin chào tất cả cô chú anh chị yêu hoa lan toàn quốc nhé. Hôm nay nhà vườn em lại lên rất là nhiều những cái mặt hàng đang nụ đang hoa cho các bác sưu tầm nhá. Đầu tiên em lên đây là một giò trúc đen nhá các bác nhá, trúc đen. Thì giò này nhà em cũng đã thuần trồng được một tháng rồi nhá các bác nhá. Cũng đã trồng được một tháng rồi. Nhưng em thấy là nó ra rất là nhiều lụ các bác, nó có rất nhiều lụ cho nên là em sẽ lôi ra cho các bác sưu tầm thôi. Đấy, và các bác tự thuần thôi nhá các bác nhá. Bán bằng cái giá mà chỉ lãi 20.000 trên một giò thôi. Đấy. Mã số 313 có giá là 180.000 các bác nhá. 180.000 trúc đen như này ạ. Một cục trúc đen như này. Đấy, rất nhiều thân các bác nhá, rất nhiều thân. 180.000. Và rất nhiều hoa các bác nhá, lụ đang lên rất là nhiều luôn ạ, rất là nhiều rí rít luôn. Đấy. Chí chít nụ. 180.000 mã số 313 trúc đen. Tiếp theo một giò nhất điểm hồng, nhất điểm hồng thì cũng đang có rất là nhiều nụ nha các bác nhá. Cũng nói luôn là đấy, hàng cũng mới trồng được hơn một tháng thôi, tất cả đây nụ đang rất là nhiều, rất nhiều nụ luôn các bác nhá. Một giò như này tên em cũng đang bán với giá là 180.000 các bác nhá, mã số 316 180.000. Đấy, nhất điểm hồng 180.000 316. Tiếp theo lên một giò u lồi, một giò u lồi như này. Đấy, hoa lụ cũng đang chi chít rồi các bác nhá, chi chít lụ đây. Đấy, cành nào cành đấy đều đang có nụ hết nha các bác nhá. Một giò này gồm có 10 thân hoa nha các bác nhá. Thân dài nhất được 24 60 cm. Đấy, thân dài nhất được gần 60 cm các bác nhá. Mã số 310 có giá là 300.000 ạ. 300.000 cho giò u lồi. 10 thân hoa này các bác nhá. Thân thì to như ngón tay cái luôn. Thân to như ngón tay cái các bác nhá. To còn to hơn cả ngón cái đấy. 300.000 mã số 310. Giò tiếp theo lên một giò u lồi nữa, mã số 311 nha các bác nhá. Giò này thì lụ cũng đang rất là nhiều các bác nhá. Nói chung là mùa này thì tất cả các thân đều có lụ hết rồi nên các bác yên tâm, cũng 10 thân hoa. Dài, thân dài nhất được hơn 60 cm đấy các bác nhá, hơn 60 cm đây. Gần 70 cm. Và lụ rất là nhiều, cây rất là dài, rất đẹp to nha các bác nhá. Cây rất là to luôn ạ. Đây. Cây rất to luôn, to hơn ngón tay cái rất nhiều, bằng ngón chân cái luôn nhá. Mã số 211 có giá là 350.000 nhá. 350.000 ạ. Mã số 2 à mã số 311 350.000 u lồi. Giò u lồi tiếp theo. Đấy, giò này thì thân dài được 2 4 6 hơn 70 cm, gần 80 cm nha các bác nhá. Và tất cả các thân đều hầu như là đều nhau hết các bác nhá. Tất cả các thân đều nhau tăm tắp đây như này. Đấy. Đều dài hết nha các bác nhá. Cũng 10 thân hoa, mã số 312 có giá 500.000 các bác nhá. 500.000 ạ, mã số 312. Rất là dài nha các bác nhá. Thân rất dài, 500.000. Tiếp theo lên một giò đùi gà tròn như này. Đùi gà tròn rất là nhiều mầm gốc đấy ạ. Được hơn chục cái mầm gốc nha các bác nhá, hơn chục cái mầm gốc đùi gà tròn. Mã số 56 có giá là 280.000 nhé, 280.000. Mã số 56 280.000. Tiếp theo lên một giò hoàng phi hạc nhé các bác nhá. Hoàng phi hạc cũng đang có nụ đây. Đấy, giò này thì thuần trên một cái đĩa dớn như này, đĩa dớn phi 20. Đấy, và bắt đầu cũng đang có nụ và những cái thân kia cũng đang sưng hết mắt nụ rồi các bác nhé. Mã số 301 có giá là 200.000 nhé, 200.000 hoàng phi hạc. Mã số 301. Giò môi tua, môi tua mã số 302 có giá là 150.000 các bác nhé. Trồng trên chậu nhựa phi 21. Đấy, chậu nhựa phi 21 và thuần rất là lâu rồi. Có giá là 150.000 mã số 302, 150.000 302. Tiếp theo một giò đuôi cáo mã số 309. 309 giò đuôi cáo gồm có 3 cây rất là đẹp, xếp rất đẹp rồi coi nhá. Đấy. Có giá là 300.000 mã số 309 nhỉ, 309 300.000. Giò tiếp theo lên là một giò kiều vàng như này. Một giò kiều vàng rất là to này các bác nhá. Mã số 84 có giá là 700.000 nhá. 700.000 mã số 84, 700.000. Tiếp theo lên một giò mạc xuân. Mạc xuân thì đang có được giò này được 3 cành nụ các bác nhá, 3 cành nụ. Mã số 94, mã số 94 có giá là 200.000 ạ. 200.000 mã số 94 mạc xuân. Tiếp theo một giò tam bảo sắc trồng trên một cái chậu nhựa như này các bác nhá, một chậu nhựa phi 30 như này. Đấy.
rất nhiều thân nha các bác nhá. Sành mướt man miết mướt mát luôn, mã số 299 có giá là 250.000. 250.000. 250.000 các bác nhá. Tiếp theo một giò trúc đen nữa cũng trồng trên một cái chậu nhựa đen đây. Đấy, trúc đen thì nó nụ của nó rất là nhiều rồi. Đấy, một giò trồng trên chậu nhựa này cũng đã cũng trồng mới được hơn tháng rồi các bác nhé. Về các bác tự chăm rồi chơi hoa là chính thôi. Đấy, hoa thì nụ chi chít rồi. Mã số 314 có giá 150.000 nhé. 150.000 trúc đen. Tiếp theo ông lên là một cái giò đùi gà. Đùi gà chớp nha các bác nhá. Một giò gồm có 1, 2, 3, 4 thân tơ này. Và mầm gốc đang lên nha các bác nhá. Mầm gốc đây đang lên được 2 cái dài và 2 cái ngắn này. 1 cái ngắn, 1 cái đang nhú bên đây nhá. Giò này gồm có 4 thân như này. Thân ngắn nhất được 20. Và dài nhất thì được tầm khoảng 30, hơn 30 nha các bác nhá. Một giò như này em bán với giá là 500.000 các bác nhá. 500.000 ạ. Đấy. Đùi gà chớp nha các bác nhá. Đùi gà chớp 500.000. Tiếp theo bên là một cái giò hải yến như này. Một giò hải yến gồm có 9 thân nha các bác nhá, gồm có 9 cành. 9 cành thân hoa đây như này. Đấy. Mã số 84 có giá là 200.000 các bác nhá. 200.000 mã số 84. Một giò rất to này. Đấy, rễ thì rất đẹp rồi các bác nhá. Mã 84 200.000. Tiếp theo là một giò cẩm cù lá trái tim này, cẩm cù lá trái tim như này. Mã số 315, 315 có giá là 100.000 các bác nhá. 100.000 cẩm cù lá trái tim ạ. Đấy. Tiếp theo lên một chậu hạc đỉnh vàng. Hạc đỉnh vàng thì hoa như này các bác nhá. Đấy. Nó còn rất là nhiều hoa ở cái giữa con này nha các bác nhá. Đấy, nó cứ đẩy hoa lở từng đợt một thôi, cứ từng bông nở một chứ không phải là lở một phát hết giống như các loại hoa khác đâu. Đây và một cành nụ đây các bác nhá. Một cành nụ đây, có một cành hoa, một cành nụ, một chậu như này. Mã số 307, 307 có giá 150.000 nhá, 150.000. Đấy, một cành hoa, một cành nụ này, 350.000. À quên mất, 150.000 307. Chậu hai kim gồm có một lụ này các bác nhá. Chậu hai kim một cành nụ này. Ai thì các bác biết rồi, chơi nó rất là hoa rất là bền. Độ bền hoa lên đến 1 tháng rưỡi nha các bác nhá. Chơi thoải mái luôn. Đấy. Một giò này có giá 150.000 nhá, một nụ hoa này 150.000. Giò phượng vĩ mã số 284. 284 một giò phượng vĩ này gồm 15 cành hoa các bác nhá, gồm 15 cành hoa. Đấy, rất là nhiều thân đây. Đấy. 15 thân mà cành đây. Mã số 284 có giá là 200.000. 200.000 mã số 284 phượng vĩ nha các bác nhá. Phượng vĩ 284 200.000. Tiếp theo một giò kiều vàng như này. Một giò kiều vàng rất to này các bác nhá. Mã số 291, 291 có giá là 300.000 ạ. 291 300.000. Tuần trên một cái chậu nhựa phi 25 như này. Thân rất là dài ạ. Đấy. 300.000 mã số 291. Tiếp theo một chậu đùi gà dẹt trồng ở trên một cái đĩa dớn như này. Đĩa dớn đùi gà dẹt nha các bác nhá. Đấy, sành mướt luôn. Giò này mã số bao nhiêu đây, mã số 88 có giá là 200.000. 88 200.000 các bác nhá. Đùi gà dẹt mã 88 200.000 đùi gà dẹt. Tiếp theo lên một giò da báo trồng ở trên một cục gỗ này các bác nhá. Trồng trên cục gỗ gồm 1 2 3 4 5 6 7 cây các bác nhá. Gồm 7 cây da báo như này. Đấy. Rễ cũng đã ra đẹp rồi các bác nhá. Rễ ra đẹp đây rồi. Mã số 304 có giá là 200.000. 200.000 mã số 304. Giò chuỗi ngọc, giò chuỗi ngọc các bác nhá, trồng trên chậu nhựa phi 14 như này. Đấy. Có từng này thân. Mã số 118 có giá là 150.000. 150.000 mã số 118 các bác nhé. 150.000 mã số 118. Tiếp theo một giò kiều tím. Đấy, kiều tím trồng trên một cục gỗ này các bác nhé. Rất là to này. Đấy. Mã số 298. 298 có giá là 380.000. 380.000 mã số 298 nhé. Kiều tím ạ. Kiều tím 298.
380.000. Tiếp theo lên một giỏ thập hoa như này. Thập hoa. Rất nhiều thân tơ các bác nhá, các mầm nợ, mầm non đang đi còn vẫn đang mở ngọn đi mầm đấy các bác nhá. Vẫn đang nở ngọn rất là mạnh đây. Còn những cái thân này, tất cả các thân đều này là có khả năng để có thể ra hoa hết các bác nhá, tại vì thập hoa này cứ còn mắt là nó sẽ còn ra hoa. Mã số 112 có giá là 180.000, 180.000 nhá. 180.000, 112. Do sơn thủy tiên trồng trên một cục gỗ như này. Mã số 297 có giá là 250.000. 250.000 mã số 297 trồng trên một trụ giớn này các bác nhé. Tiếp theo lên một giỏ đơn cam như này, cục bé bé này thôi. Mã số 219 có giá là 300.000 nha các bác nhé. 219 300.000 đơn cam. Đơn cam 300.000. 83 tỷ 25 triệu đồng. Tiếp theo bên một giò kiều vàng nhé các bác nhá. Kiều vàng trồng trên một cái đĩa dớn như này, đĩa dớn phi 20. Quả rất là nhiều thân này các bác nhá, thân rất là nhiều này. Mã số 276, 276 có giá là 250.000 các bác nhá. 250.000 mã số 276 kiều vàng. Và nhà em vẫn còn bán những cái đĩa dớn như này các bác nhá. Đĩa dớn này em đã đục lỗ và khoan hết lỗ để cho các bác về chỉ việc treo móc vào rồi. Đấy, mỗi cái đĩa dớn như này bên nhà em đang bán với giá là 20.000 nhé. 20.000 một cái đĩa dớn như này ạ. Tiếp theo là một giò sơn thủy tiên trồng trên một cái chậu nhựa này các bác nhá. Sơn thủy tiên trồng chậu nhựa như này. Đấy. Củ rất là to các bác nhá, củ rất to. Đấy, và cũng rất là nhiều thân lá đây nhá các bác nhá, chẳng qua là em buộc nó lại rồi thế nên là nó mới bị dồn như này thôi, để qua là em để cho nó gọn đi các bác nhá, về các bác cứ tháo tung nó ra cũng được cho nó xòe ra cho nó đẹp. Mã số 67 có giá là 250.000. 250.000 sơn thủy tiên, mã 67. Tiếp theo lên một giò kiếm lá giáo nhá, kiếm lá giáo. Đây dòng lá nhung nhá các bác nhá, kiếm lá giáo lá nhung. Mã số 217 có giá 150.000. 150.000 mã số 217 nha các bác nhá. Kiếm lá giáo. Tiếp theo em lên là một cái giò caran hoa xanh. Caran hoa xanh một giò như này, mã số 274 có giá là 200.000 nha. 200.000 mã số 274 caran hoa xanh. Đấy. Tiếp theo một giò kiều tím nữa, trồng ở trên một cái chậu nhựa phi 20, 25 này, phi 25. Đấy, một giò như này, có giá là 250.000, mã số 55 nhá, mã số 55, 250.000, kiều tím. Rồi anh chị em ai có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp em với số điện thoại là 0969 444 668, số điện thoại của em đã kết nối Zalo rồi nhá. Rồi em xin chào tất cả mọi người ạ.